Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Ở bài trước chúng ta đã nghiên cứu cách giải thích quẻ số 53, đó là quẻ phong sơn tiệm. Tiếp theo nội dung giải thích 64 quẻ dịch thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu quẻ số 54, đó là quẻ lôi trạch quy muội. Cùng với đó là các ví dụ minh họa về việc vận dụng cách giải thích ý tượng của quẻ lôi trạch quy muội. Ở trên hình là cái bức ảnh phần nào minh họa cho cái ý tượng của quẻ quy muội. Nhìn vào hình ảnh thì chúng ta cảm thấy bồi hồi, cảm thấy xốn sang. Tức cái hình ảnh này nó mang cái ý là gì? Là những sự vật, sự việc nó làm xáo động cái tâm cảnh của chúng ta. Bức ảnh này nó cũng thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái sự mê hoặc, sự quyến rũ, sự khêu gợi hay là gì? Sexy. Mở rộng hơn, nó là cái hình ảnh của bộ gì đấy? Bộ phim sex. Hình ảnh của em nuôi, anh nuôi, hay là hình ảnh của gì đấy, quan hệ tình dục, vân vân. Đây là những cái ý tượng nó thuộc phạm vi của quẻ quy muội. Chúng ta đi vào nội dung bài học giải thích quẻ lôi trạch quy muội. Quẻ lôi trạch quy muội, tôi lấy ý tượng đại diện là xôn xao để neo cho ý tượng của nó. Quẻ quy muội có ý tượng là gì? Là ác quỷ vi sủng chi tượng. Dịch ra là gì? Là tượng ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Cách giải thích thứ nhất của quẻ lôi trạch quy muội thì đây là cách giải thích tại sao quẻ quy muội nó lại được xếp tiếp theo quẻ tiệm. Đó là bởi vì tiệm là tiến, mà đã tiến lên thì phải tới, tức là về một nơi nào đó. Hay nói cách khác, đó là gì? Đó là cái mục đích. Cho nên sau quẻ tiệm tới quẻ quy muội. Chữ quy muội ở đây được giải thích rằng là gì? Quy là về, muội là em gái, cho nên quy muội nó còn có nghĩa là gì? Là con gái về nhà chồng. Cách giải thích thứ hai: nam động chạm đến nữ, thượng quái là chấn. Tượng là gì? Là nam động chạm. Hạ quái là gì? Là đoài, là thiếu nữ. Cho nên có hình ảnh là gì? Là cái tượng là gì? Nam động chạm đến nữ. Là dương làm cho âm không còn hồn nhiên, ngây thơ trong trắng nữa. Chấn, nam là dương, đoài thiếu nữ là gì? Là âm. Tại sao lại là gì? Lại dương làm cho âm không còn hồn nhiên, ngây thơ trong trắng nữa? Thì chúng ta để ý rằng là gì? Âm ở hào ba. Hào ba là hào âm, nó giáp với gì? Hào dương ở hào 4. Thì ở nội quái quẻ đoài, hào âm làm chủ quẻ, mà ở thượng quái quẻ chấn thì hào dương làm chủ quẻ. Dương và âm giáp nhau, mà đoài thượng khuyết nó thể hiện gì? Cái phần gì? Phần mở rộng, cái phần lõm vào. Mà chấn là gì? Chấn dương. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu cái hình ảnh gì? Trai trên gái dưới. Cái bộ phận gì đấy? Cái bộ phận gì? Của nam và của nữ nó làm sao? Nó sát nhau, chạm nhau. Cái này nó hơi bóng bẩy một tí, tôi không muốn nói rõ ràng ra. Nói rõ ràng ra thì nó có vẻ nó hơi thô tục, thì các bạn có thể hiểu như vậy. Tức là động gì? Động ở chỗ khuyết. Vì đã có chàng trai lấp song the, là dương đã vào âm vậy. Dương quấy rối xáo trộn lòng thiếu nữ, giống như là gì? Như ma quái làm rối đến độ dữ dội. Đây chính là cái hình ảnh gì đấy? Ác quỷ vi sủng chi tượng. Vậy quy muội nó có nghĩa là gì? Là màn the, là màn rủ, là người yêu, là người tình, là quan hệ tình dục, là rủ rỗ, là xao xuyến, là dạo dực, là ma quái, ma quỷ, quỷ quái, bệnh âm, tà bệnh, vân vân. Cách giải thích thứ ba: khi đàn trai đến ngoài ngõ, khi đàn trai tiến đến gì? Gần tới ngoài ngõ, thể hiện là cái hình ảnh của chấn. Ngõ là gì? Là đoài, đoài thượng khuyết. Cái ngõ là gì? Là cái lối đi có thể đi vào được. Thì là cái giờ xôn xao rối ren om sòm nhất. Tuy mọi sự đã có sự chuẩn bị, nhưng đến lúc đó thì vẫn còn thấy lóng ngóng như là ma ám,
bấn loạn cả lên. Đó là nói lúc gái thuê khuê môn được nhà trai đến hỏi cưới đàng hoàng. Vậy quy muội nó có ý tưởng là gì? Là gái lấy chồng, là hết đời con gái, là bồn chồn, là lăng xăng, là vui buồn lẫn lộn, là xôn xao, rối ren, lôi thôi, rối trí, rối tung, rối loạn tâm thần, om sòm, vân vân. Cách giải thích thứ tư: ngoại trấn là con trai lớn, là động, nội đoài là con gái nhỏ, là vui vẻ, là thuận theo. Là cái tượng gì đấy? Là người con trai lớn động mà cô gái nhỏ vui vẻ thuận theo. Hay nói cách khác là trên động mà dưới vui vẻ thuận theo. Thì chúng ta dùng cái hình ảnh là gì? Là hoạt động của gái đứng đường, để chúng ta cũng có thể hình dung ra được cái ý nghĩa của cái cụm từ nêu trên. Vậy quy muội nó có ý tưởng là gì? Là đèn mờ, là nước hoa, là áo mỏng hấp dẫn, là gái đứng đường, là bố nuôi, anh nuôi, vân vân. Cách giải thích thứ năm: con gái đẹp trong nhà, nội đoài, nội là ở trong, đoài là thiếu nữ, là con gái, cho nên là con gái đẹp trong nhà. Con gái đẹp trong nhà mà vượt khuê môn, vượt là động là trấn. Khuê môn ở đây là gì? Môn là cửa, thể hiện là gì? Là cái quẻ đoài. Con gái đẹp trong nhà mà vượt khuê môn ra ngoài theo trai, trai cũng là tượng trấn, thì thường có chuyện không hay xảy ra cho chính cô ta hoặc người nhà. Chẳng khác nào gây họa, làm rối, tai vạ, tai nạn khó lường. Vậy quy muội có ý tưởng là gì? Là tai vạ, tai nạn, tai họa, là phức tạp, là nội tình, là thân gái dặm trường, vân vân. Cách giải thích thứ 6: làm việc, hành động, trấn đều tuân theo lời nói của người đẹp, đoài. Cái hình ảnh để mô tả cái ý này là gì? Là động bàn tơ ở trong bộ phim Tây Du Ký mà chúng ta đã xem. Vậy quy muội nó có ý tưởng là gì? Là mê hồn trận, là mê hoặc, là ma lực, là ma quái, là quái gở, là yêu tinh, là yêu quái, là quỷ quái. Là nửa tỉnh nửa mê, là hồn phi phách tán, là bồng lai tiên cảnh, vân vân. Cách giải thích thứ 7: dùng sắc đẹp, đoài để hành động, trấn. Đây chính là cái hình ảnh gì đấy? Mỹ nhân kế. Vậy quy muội có ý tưởng là gì? Là nhử mồi, là dụ dỗ, là gài bẫy, là cái bẫy, là quyến rũ, là vật thể quyến rũ, là phim sách, vân vân. Cách giải thích thứ 8: phải thật cân xứng, hài hòa, lúc động, lúc lên cao, trấn. Cân xứng hài hòa là tượng của đoài. Cái hình ảnh là xiếc đu dây là ảo thuật. Vậy quy muội nó có ý tưởng là gì? Là xiếc là ảo thuật gia, là quỷ kế, là xảo quyệt, là xảo trá, là khôn lỏi, khôn vật, là biến hóa, vân vân. Cách giải thích thứ 9: hào âm hiện ra ngoài mà ở nội, nội quái. Tức là nội quái là quỷ đoài, thì hào âm nó ở trên cùng, nó thể hiện là gì? Là hào âm hiện ra bên ngoài, nhưng bởi vì quỷ đoài nó ở nội quái cho nên nói như vậy. Còn hào dương khôi phục mà ở gì? Ngoại tượng. Vậy là âm dương lạc vị mà xen kẽ một trong một ngoài. Vậy quy muội nó có ý tưởng là gì? Là so le, là xen kẽ, là lẫn lộn, là khúc chiết, là nhiêu khê, vân vân. Trên đây là 9 cách giải thích cái quẻ lôi trạch quy muội. Sau đây chúng ta đi vào từng ví dụ minh họa để chúng ta hiểu rõ hơn cái cách giải thích ở trên. Ví dụ thứ nhất: cô ta có hai người theo đuổi, một anh là 34 tuổi và một anh là 30 tuổi. Thì ông A cầm tấm thiệp cưới hỏi ông B là: anh xem, cô ta lấy anh 34 tuổi hay là lấy anh 30 tuổi? Vào giờ quy muội trấn, quẻ quy muội tôi lấy ý tượng xôn xao, quẻ trấn tôi lấy ý tượng động dụng để neo cho ý tượng của nó. Cái phạm vi tình lý cơ động ở đây là gì? Là chồng của cô gái. Chúng ta đi phân tích quẻ lôi trạch quy muội với ý tượng là xôn xao, thì quy muội nó có ý tượng là gì? Là gái về nhà chồng. Cho nên chúng ta biến cái ý xôn xao này thành là gì? Là cô gái lên xe hoa. Tiếp theo chúng ta xét quẻ thuần trấn động dụng. Thì cách giải thích của quẻ trấn là gì? Là một dương động dưới hai âm,
là chấn là động, ví như là động dưới đất bùn, như hạt giống nảy mầm dưới đất, động mạnh làm nứt đất để phấn phát vươn lên. Thì chúng ta ánh xạ cái cách giải thích này vào sự việc là gì? Là tuổi tác. Thì chúng ta biết rằng cái quá trình sinh ra, lớn lên, trưởng thành, rồi già, rồi đến chết của đời người thì nó cũng giống như là cái quá trình sinh trưởng của một cái cây. Cái cây lúc mọc mầm thì sẽ lớn lên làm sao? Rất nhanh. Còn qua thời gian, lớn lên nhanh nó thể hiện cái ý gì? Cái động, động mạnh. Rồi qua thời gian dần dần nó sẽ phát triển làm sao? Chậm lại, là cái động gì? Nó sẽ động, nó sẽ yếu hơn. Rồi cho đến lúc già, rồi chết. Hay nói cách khác, đó là cái quá trình chuyển trạng thái từ cực động, tức là lúc khởi đầu, lúc sinh ra, rồi cho đến lúc làm sao kết thúc cuộc đời, hay là cực tĩnh. Mà cái quá trình sinh ra, lớn lên, rồi tới lúc già, lúc chết của con người thì cũng như vậy. Tức là cái tính động của đứa nhỏ mới sinh ra thì nó làm sao? Nó mạnh hơn cái tính động của người lớn tuổi, người già. Hay nói cách khác là gì? Là cái tính động của người ít tuổi thì sẽ mạnh hơn cái tính động của người nhiều tuổi. Từ đó chúng ta biến cái ý động dụng của quẻ chấn thành là gì? Thành là người ít tuổi. Chúng ta nối hai ý tượng của hai quẻ thành một câu hoàn chỉnh, đó là gì? Là cô gái lên xe hoa quy muội với người ít tuổi chấn. Tức là gì? Tức là cô gái lấy anh 30 tuổi. Chuyển sang ví dụ tiếp theo. Có tin là gì? Nhập khẩu ấp bưu vàng ồ ạt vào Việt Nam. Tức là có cái thông tin là gì? Là ốc bưu vàng được nhập khẩu rất là nhiều vào Việt Nam. Thì hỏi rằng là nó có mang lại cái ích lợi gì không? Vào giờ quy muội biến lâm. Quẻ quy muội tôi lấy tượng xôn xao, còn quẻ lâm tôi lấy tượng bao quả để neo cho ý tưởng của nó. Thì cái phạm vi tình lý cơ động ở đây là gì? Là cái lợi ích của con gì? Ốc bưu vàng. Chúng ta đi vào phân tích cái quẻ quy muội. Quẻ quy muội có tượng là gì? Cái cách giải thích của nó là gì? Là nam động chạm đến nữ, là dương làm cho âm không còn hồn nhiên ngây thơ trong trắng nữa. Thì ở đây chúng ta biến cái ý thành là gì? Là con ốc bưu vàng nó động chạm đến gì? Đến gì? Hoa màu. Hay nói cách khác, con ốc bưu vàng nó ăn hoa màu, nó khiến cho làm sao? Hoa màu không còn sinh trưởng một cách bình thường nữa. Tức nó mang cái ý là gì? Là xáo trộn, là quấy phá, là phá hoại hoa màu. Tiếp theo chúng ta xét quẻ lâm, bao quả. Thì quẻ lâm nó có tượng là gì? Là dương lên tới hào hai, là dương lớn lên, hay nói cách khác là dương đã trưởng thành. Bởi vì dương lên tới hào hai thì nó hình thành là gì đấy? Là thái dương. Nó thể hiện là gì? Là dương đã trưởng thành. Thì chúng ta ánh xạ vào sự việc của hoa màu cây trái thì nó thể hiện là gì? Dương lớn lên thì nó thể hiện cái sự lớn lên, cái sự sinh trưởng, sự trưởng thành của hoa màu cây trái. Do đó chúng ta biến cái ý bao quản của quẻ lâm thành là gì? Là sự lớn lên, sự sinh trưởng, sự trưởng thành. Từ đó chúng ta nối cái ý tượng của hai quẻ, chúng ta được một câu hoàn chỉnh, đó là gì? Là con ốc bưu vàng nó làm sao? Xáo trộn, quấy phá, phá hoại, quy muội. Sự lớn lên, sự sinh trưởng, sự trưởng thành, lâm của hoa màu. Có nghĩa là gì? Là cái con ốc này nó không mang lại cái lợi ích gì cả, mà nó còn gì làm sao? Phá hoại mùa màng cây trái. Tóm lại, bài học về cách giải thích và ví dụ minh họa của quẻ quy muội đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bài học lần sau.